Lượng xe máy ô tô ngày càng gia tăng ở các thành phố lớn, cùng với đó là lượng lớn xe cũ đã hết hạn sử dụng vẫn đang lưu thông trên đường xả khí thải độc hại ra môi trường. Đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây nên tình trạng ô nhiễm không khí trầm trọng tại Hà Nội hiện nay. Những chiếc xe máy cũ kỹ nhả khói đen kịch khi đi trên đường. Những xe bus đời cũ xả khói mù mịt mỗi lần tăng tốc. Người đi xe máy lưu thông trên đường và thậm chí cả những người đi bộ, bất kể nữ hay nam, cũng phải đeo khẩu trang để hạn chế hít phải không khí ô nhiễm này. Như là một ngày mà không đeo khẩu trang về cảm giác như là khó thở, tránh khói bụi ô tô à, khói bụi xe máy là thằng đứng chờ xe buýt coi như là nó cứ xả khói đen ra là mùi xăng đấy, rất là khó chịu, nên nếu lòng phải có khẩu trang. Theo thống kê, Hà Nội có hơn 4.500.000 xe máy, 0,8 triệu ô tô với lượng khí thải lớn lên tới hàng triệu tấn CO2, hàng trăm nghìn tấn NO2 và SO2. Ô nhiễm không khí do khí thải ô tô xe máy chiếm đến 60-70% ô nhiễm không khí ở đô thị. Chất gây ô nhiễm từ khí thải xe cơ giới có thể gây ra các vấn đề về mắt và hệ thống hô hấp. Phải đeo kính này, bụi lắm, bụi đau cả mắt lên này. Đeo khẩu trang suốt ngày mà toàn bị viêm mũi rồi viêm mắt, vừa hôm qua phải đi khám. Ô nhiễm không khí gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của cộng đồng. Giải pháp duy nhất để hạn chế ô nhiễm khí thải là giảm lượng phương tiện vận tải dày đặc ở đô thị. Tôi nghĩ là duy nhất đối với lại cái những cái ô nhiễm do phương tiện giao thông lấy của các nước cũng đã làm, đấy là phải giảm những cái phương tiện giao thông công cộng đi, giảm cái phương tiện cá nhân đi, tăng cái phương tiện giao thông công cộng. Hai nữa là làm thế nào đấy để xây dựng các cái tuyến đường mà người đi bộ nhiều hơn. Nếu chừng nào dòng người kia không giảm thì lượng xăng được đốt sẽ ngày càng nhiều hơn. Điều này đồng nghĩa với lượng khí thải xả ra môi trường sẽ gia tăng và khi ấy tình trạng ô nhiễm không khí do khí thải phương tiện giao thông sẽ vẫn còn là vấn đề nhức nhối tại các khu đô thị lớn.